mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà. Em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu luôn á. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt hãy mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đời rồi. Em ơi, chào em. Dạ, chào chị. Trời ơi. Thấy. Ngồi đi. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thôi đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đang ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Thôi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soàng đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Gió thì học xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á, thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chung với anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà dạ là như thế đúng không?
Rồi... bao rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân dạ Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó xong cái đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai. Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không. Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng cái mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được, okay. cũng được à. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay phim. Tại mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng rồi, gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè, nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với... xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện xong đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ, nó ngọt, người ta đánh giá mình chết, người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được, cũng phải có giá của mình chứ, mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho nên rồi. Là em cũng rất là bình tĩnh mà không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như để mình nhắn... bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này... Cái cảm giác này chị biết mà, tại vì em biết không ngày xưa lúc mà chị Danh Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về chị? Rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đâu vậy đúng không? Chị cứ giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Đúng một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đá thì cùng cỡ tụi tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng, thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin, thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò đó, cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời nó mãnh liệt chứ nó rần rần nó liệt nó ra mà lắm luôn, nó ra mà lắm luôn á, có nhào tới ôm rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Ồ. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó đột nhiên em bị chấn thương trở lại, mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế, và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá, và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi, em không thể nào tập nổi nữa, mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu
vòng thứ sáu đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa, thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Thế mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này ở này. Chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cà lâu vậy đó. Thì chứ sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngoài này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cà lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lê là như vậy. Đó đúng không? Dạ lê mê, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là từ bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi, ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Cái đầu cao lắm rồi, con rùa nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp đi em. Anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? Dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê tới gọi là, thực tiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết. Dạ anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Hung dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Hung dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy bỏ chạy nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn đóng hoài.
Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chừng chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được á, không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Ôi, vậy giờ là em có muốn hai đứa, hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em á thì nó cũng trầm, trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Phúc, mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui, tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ôi, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ, em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em nói vậy. Tại vì suốt ngày làm trong phòng bị tụt quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến chỗ này làm
Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cua luôn, dính luôn, đúng không? À, em đúng nghĩ rồi. Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chất quốc rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai, thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa, không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram, thấy hai đứa có một người bạn chung, từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào, phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Oh, hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cổ xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cổ xinh như vậy mà cổ chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở thôi. Từ lúc đó em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. À. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á, là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á, thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này, mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức, nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này luôn. 2018. Dạ đúng rồi. 2012 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng bất ngờ. Nói không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nó chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong ảnh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em đã nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà ảnh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa. Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà đó, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh ý phải là nói bình một thường cái gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em
cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em trâu không? Dạ em, tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Sao từ lúc đó là nhưng mà ra thì thấy cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vừa ở đâu? Vừa ở Nha Trang hay vừa ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang đó. Nha Trang đúng không? Đó thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em anh Nguyên lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái tin bác sĩ nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ cho chắc là sau đó. Dạ nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. Em vẫn dạ em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó, xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời, sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam một cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này ấy, tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia, rồi nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha. Cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với ảnh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường. Cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường. Mà em bị liên cái nó liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt vô mặt người ta. Anh có thể coi cách chắc chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết. Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em. Thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn.
để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói, chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài đi qua tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tấm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tấm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tấm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tấm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không. Chỉ chị có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn luôn ủng hộ em. Vậy em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại, giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng, giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, chứ mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, yeah, chỉ có cái đó và thôi. Đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Yeah. Được không Nguyên? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tới em đó, em coi tật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có. Một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó, chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3-4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé shopping, gái em thuộc, à. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em hỏi shipper trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai, tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon, có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ, cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái, rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Tức là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Khi mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó? Em nói trước. Em nói trước nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là lại. Chồng hỏi là ơi sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ thôi. Chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn. Đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mỗi người bừa một kiểu. Rồi có nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á,
Thì lần này là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, ta luật sư mà cũng thương ta sĩ diện nó, chứ không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không, tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em càng em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu vợ cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Mặt ngây thơ không biết gì hết. Kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày em sau bụp. Ủa trên mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ có hai đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: ê, cầm giùm cái giỏ coi. Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á. Sét một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi, mà chỉ có muốn mình anh ảnh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: ê, cầm dùng cái giỏ coi, em qua đùng cái cho anh này anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong giò bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Luôn chinh phục cúp vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là: vậy thôi bạn chở đi học luôn đi. Thì cứ đi với nhau một thời gian vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em. Ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai, phong độ, mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em:
tôi thấy con Vi nó mới, thằng đó mới chở con Vi về kìa. Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em, trời ơi, dùng giống như là bao nhiêu giận ba máu sáu cơn nó ào ra hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì ảnh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe hoặc ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này ảnh chưa đâu, ảnh gọi lại mấy lần nữa, rồi sau đó anh nhắn tin, ảnh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm, nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Là chia... 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì... Mà em sao? Lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương, thương quá, vẫn còn thương. Đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà. Mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất cô. Lúc mà em làm sao mà... thì em á, thì vẫn cứ theo đuổi vợ em. Thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì đều, vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái list yêu tin 1, 2, 3, 4, em gọi hết luôn nhưng mà không có ai ra được. Thì em mới nhớ tới anh này, mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiều đó. Cơ hội. Em, lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha. Có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi, nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là ê, mày giúp giùm tao bây giờ, hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao hai thằng kè Vi về không? Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn đó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng là bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại. Đừng có nhào lên đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8, 9 lỗi lớn luôn. Cái dòng ở dưới nó có mấy cái vô cộng nữa không? Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra. Chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết con tay chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ không muốn làm. Thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh dậy nậy lên, anh nằm trên giường anh giật đùng lên. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy là nằm lên nằm sát vô.
buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi ơi, đau không? Không? Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Dậy cái, ủa sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Mặt ngây thơ không biết gì hết. Kêu anh nằm mơ. Tới đến ngày hôm sau, bụp. Ủa chứ mơ, đêm nào cũng mơ đánh lộn vậy đó. Dạ trời. Có hai đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể là ủa sao đời chồng đánh vợ. Thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm. Với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Thì lúc đó thì em mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân. Nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quặn quại luôn. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang có rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút. Ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu năng động lên. Có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì ảnh sẽ làm liền. Còn anh này ảnh kiểu ảnh đợi nói cả 5-6 lần ảnh mới làm á. Thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, ảnh cứ từ từ á, tính ảnh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn ảnh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất đó là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại gọi là thỏa mãn. Dạ. Đúng không? Dạ. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Dạ. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, cảm chúc em chị hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Chia tay người yêu mới gì đó. Rồi cũng kể. Để em thấy... tội, em thấy thương. Để mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại nói, ông này bị điên hay sao? Nó chặn số điện thoại em luôn. Nó chặn tin nhắn luôn. Em cũng mất đồng tâm vậy. Em cũng đâu có chứ mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô bả la đau thì em buông ra. Hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh Út Thuận. Em tên là Phong, 30 tuổi, nhân viên kỹ thuật của công ty CJ Cầu Tre. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trường, em 30 tuổi. Em đang làm phòng kinh doanh của công ty tư vấn du học. Nhưng mà năm nay là năm nay khó khăn. Dạ. Du học chắc ngưng hết rồi ha. Đây là tình trạng chung. Anh đang rất muốn biết rằng là cơ duyên nào hai em gặp nhau. Tụi em quen nhau 11 năm. Lúc đó là em học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Thì em hay đi đá banh ở công viên Lê Thị Riêng á. Đá banh hả? Dạ dạ. Tụi em hay tập đá thì thiếu người. Anh này ở trường khác thì cũng đứng coi. Xong rồi em thấy cũng có vẻ cũng đam mê. Xong rồi em mượn vô để chụp gôn hay là đá cho đủ người. Ủa em ơi, em đứng đó em coi gì em? Em thấy phụ nữ mà đá banh em khoái là em coi. Như là em thích đá banh nữa. Coi giò, coi cảng. Đó là nguyên đội nữ hả? Dạ, nguyên đội nữ. À. Mà ông đứng không coi đội nữ đá banh. Đội em coi để em huấn luyện á. Xong rồi là em được nhờ vô ở chụp cái vị luôn. Trí nào nhiều nhất? Dạ, chụp gôn vậy. Chủ yếu là để đi lượm banh thôi. Thì nữ là hay đá ra. Ủa, ngoài nhưng mà. Mà sao được em? Sao được em? Tại nữ đá nhau sao mà... Thiếu người anh. Thiếu người anh. Mượn thường xuyên không em? Dạ, mượn thường xuyên. Mượn bữa rồi. Khi nào thì mới bắt đầu? Sau đó thì tụi em thấy ông này sao mà nhát dữ. Kêu vô là biểu gì làm nấy luôn á. Không có dám làm gì hết trơn. Lúc đó em nghĩ trời ông này về sao cua gái. Đó là em có ấn tượng gì về bạn này không? Có thích bạn này không? Thấy thích hả? Giống như trong đội mình thấy ai đẹp á. Ý mới đứng coi. Nhưng mà em không phải là người đẹp trong đội. Thích rồi thì em nhờ mới vô. Dạ. Mới vô làm liền đó. Là xong rồi sau những ngày đó thì rủ đi chơi này nọ. Rồi quen một thời gian thì tụi em thấy ảnh nhát quá. Em nghỉ chơi em chơi nữa. Nhát quá không biết cô gái. Có quen một thời gian. Quen thời gian. Mến thích trên thì mất tình bạn. Hẹn nhau đi ăn đi uống vậy anh. Về quê Tết rồi đó rồi giận hờn vậy đó rồi mất liên lạc.
mất liên lạc tới khoảng 2015. Dạ. 5 năm trời mất liên lạc với nhau. Dạ. Cơ duyên nào mà gặp lại nhau? Trong thời gian không chơi với nhau nữa, cũng mạnh ai cũng quen những mối quan hệ khác. Rồi sau một thời gian thì cả hai cùng thất tình. Đồng cảnh ngộ vô tình tìm thấy nhau ở trên Facebook. Nhớ lại bạn này ngày xưa mình cũng có quen thôi, lâu rồi hỏi thăm sức khỏe nhau. Cà khịa nhau. Mới đầu là cà khịa nhau trước. Thì thấy thất tình nhau. Đồng cảnh ngộ nhảy vô cà khịa. Cà khịa rồi nói chuyện đâu khoảng 2 tuần. Rồi mới hẹn đi ra nhà ra ngoài. 5 năm ở cái thời thanh niên nó sẽ thay đổi rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Thì khi tụi em gặp lại nhau thì cái ấn tượng của tụi em như thế nào? Em thấy vợ em thì xinh hơn lúc trước nhiều. Giống như lúc trước là còn đi học cho nên không có chỉnh chu, không có chăm sóc. Đi làm rồi thì tôi nghĩ là đẹp hơn. Đẹp hơn. Lúa trổ đồng đó em, lúa trổ đồng. Em thì dạng dĩ hơn rồi, dạng dĩ may quá. Anh ấy đã biết cô gái. Anh ấy quen đó phải không? Dạ, anh ấy đã biết nói chuyện. Đó, cái bữa gặp nhau đầu tiên đó là cô làm sao? Có gấp cho em ăn, nhưng ngày xưa là không có chuyện đó. Đó, rồi có nắm tay được không? Dạ chưa. Chưa được nắm tay. Được nắm tay chưa anh? Con nắm. Có tấn công quyết liệt không? Gặp lại mình thấy mình có ấn tượng, mình thấy thích, từ từ mình mới nhắn tin hỏi thăm tại sao chia tay người yêu mới vậy đó. Rồi cũng kể để em thấy tội, em thấy thương để em mới nhắn Phong sẽ cưới Trường làm vợ. Cái bả nhắn lại ông này bị điên hay sao, nó chặn số điện thoại em luôn, chặn tin nhắn luôn. Tên của bả cũng nữ tính quá. Dạ, hai vợ chồng đọc tên lên không ai đoán được ai là vợ, ai là chồng, ai là vợ luôn. Không có gì hết. Trường Phong. Khi nào thì em mới chấp nhận? Tụi em mới cưới hồi ngày 8 tháng 8 2020. Gặp lại rồi quen nhau là từ 2015. Dạ. Dạ. Tới 2020 mới cưới nhau. Dạ. Vậy là trong 5 năm có nghĩa là em gợi ý muốn cưới cổ mấy lần? Dạ, em như là đếm nổi không, 3 lần hay gì á. Ba lần. Lý do sao lần thứ 3 mà em đồng ý cưới? Mỗi lần mà em bực mình lên ấy, em chặn số điện thoại ấy, anh ấy cứ đến trước cái nhà em ở ăn dầm nằm về lê lết ở dưới đấy. Em sợ ảnh hưởng đến chủ nhà của em sợ ảnh hưởng đến hàng xóm á, em phải xuống thôi, em phải ra mặt thôi. Nên cho nên làm thì sau đó em mới nói chưa có ổn định, với lại em cũng lo bây giờ quen nhau thì vui vẻ thế này thôi, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân, quen là quen mà cưới là cưới, nó khác nhau. Lúc đó thì công việc em ổn định chưa? Dạ, công việc em thì ổn định anh. Mới chỉ có tới gần cưới, chuẩn bị cưới thì công việc có chút thay đổi. Em có sống thử không? Dạ không. Em là một người truyền thống. Vậy là giữ gìn. Dạ. Dạ. Giữ gìn. Có thể chơi nhiều cái khác nhưng lại truyền thống trong cái việc đấy. Quen người cũng đi chơi, cũng đi du lịch, cũng đi nhiều lắm. Tụi em đi rất nhiều nơi. Nhưng mà giữ khoảng cách. Không giữ khoảng cách thì giống như ở chung thì cũng ôm nhau ngủ vậy thôi. Trừ cái đó thôi. Em thì cũng người bình thường, không phải thánh, nhưng mà mình thương. Mình thương nhiều quá cho nên chấp nhận. Em càng bực bao nhiêu thì tới đêm tân hôn là em càng cảm thấy là xứng đáng đúng không? Dạ. Mà đêm tân hôn chưa được nữa chị. Tại vì nhà em ở dưới quê mà giống như nguyên cái nhà lớn vậy đó, dập chùa kế bên nữa, cho nên làm gì là cả nhà biết hết. Bữa đó không làm gì hết thì lên trên đây ở riêng, thuê phòng trọ phải hỏi kỹ là có cách âm không. Rồi, nhưng mà cũng không được, tụi em phải 3 tháng sau. Giữ vậy chờ mới có 1 tháng mấy được thôi đó hả? Mừng lắm chị. Em cũng mất đồng tâm chị. Em cũng đâu có mỗi lần mà cách nào nữa đâu. Đụng vô ba la đau thì em buông. Mà giờ ok chưa? Giờ này giờ ok không? Dạ, giờ không có la đau mà không có la nữa. Mà em không ấy gì là sẽ la em. Là em bị la. Em đi la. Không, bây giờ là đây là giây phút tận hưởng nè. Dạ. Mấy tay em làm gì á? Đang vỗ tay. Đúng tay. Đây là vỗ tay đàng hoàng. Đúng không? Đó, chuyện sau em hoài. Coi như là được nhiêu ta, được mấy tháng. Vậy đâu có thấy tật xấu đâu. Có lòi ra tật xấu gì của nhau không nè? Có chị. Anh thấy Phong hiện chết luôn. Dạ. Nhưng mà ở trong mới biết. Ở trong chăn mới biết. Đâu ví dụ tật xấu gì đâu coi nè.
hay coi điện thoại á chị. Anh hay coi sàn ở trên mạng á, luôn luôn có cái để coi, coi hoài luôn á. Mà chúng ta đều đi làm, đến buổi tối là sau bữa cơm là nên dành thời gian tâm sự. Hôm nay tôi bực bội cái gì, tôi vui cái gì, tôi bức xúc cái gì. Hai vợ chồng cùng coi một bộ phim, dạ. Ví dụ như mẹ mẹ con cân hàng con entertainment mà ngồi em tâm sự, anh cảm thấy bây giờ sắp tới mình sẽ làm cái này, làm nọ, làm kia. Giống như em đang ngồi với cái máy ấy, còn ảnh thì vẫn cứ coi sàn. Em bực quá thì em xuống dưới đó em ngủ. Còn vậy một là tí. Em xuống đất, hai là ảnh đi ra sofa. Đó, rồi sao nè? Ảnh tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá. Tốt chứ. Nhưng mà tiết kiệm quá, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Mà về nhà là không mặc đồ luôn đó, đúng không? Trời ơi, đúng rồi chị. Mặc không dám mặc mà, dạ. Mặc sợ hư đồ đúng không? Tối ngủ mà không mặc. Giặt, không giặt luôn. Nghĩa là tiết kiệm quá. Tiết kiệm quá, nó không có ép em là không được mua này mua nọ, shopping này nọ kia. Nhưng mà cứ mỗi lần em mua này cái nọ kia về thì anh lại hay hỏi này ở đâu ra. Dạ, em hỏi để coi mắc hay rẻ để em mua giùm. Để làm gì? Coi chỗ nào rẻ hơn em mua. À được, được, được. Để tôi em nói cho nghe. Đó. Sao nữa nè? Đó rồi lâu lâu đá banh á, đá banh xong á thì đi nhậu. Đá banh xong là khoảng 9 giờ đêm rồi. Nhậu đến 10 rưỡi về, 11 giờ. Thiếu nước, mất nước. Mà em đang nghĩ đến một ngày là giả sử đi nhậu xong lỡ có chuyện gì 11, 12 giờ đêm gọi cho em. Để nói là em ơi anh đang bị cái này nọ kia, làm sao mà em có thể ứng cứu, em có thể có mặt đó. Em biết đường đâu mà đi. Em sợ đúng không? Dạ. Vậy em mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Cũng may là hết đá banh xong nhậu rồi. Nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu anh vui thôi, đừng vui quá. Ảnh sống thoải mái lên tí. Thông khoáng lên tí. Nhưng mà em, giờ tới em đó, bây giờ em dồn em quá. Giờ em bóc lại. Dồn vô, anh đừng cùng luôn á. Ở trên đây có 30 phút thôi, nhưng mà mình sống cả đời đó nha anh. Anh nói sợ, anh nói. Vợ em thì có một cái tính là giống như hơi cố chấp. Nhưng mà khi mà có một cái việc gì á, em nói á, thì không có nghe. Cái gạt qua một bên vậy đó. Giống như mà khi mà giận nhau á, bả được quyền nói thôi. Bả nhắn tin hay gì bả nói một lèo xong tới lượt em bả chặn, em đâu được quyền nhắn, chặn hết luôn, chặn tin, chặn hết luôn. Cái chiêu hay thật, các chị phải học quá. Không làm gì được anh, em mò hết cách chặn điện thoại rồi đóng cửa, em gửi mail là hết chặn được, cũng đọc rồi. Mail không chặn được, chỉ có thể cho vào trang mail thôi. Với cái tánh em hơi tiết kiệm, vợ em thì hơi phóng khoáng chút. Trời em cũng bù đắp đó em. Như làm đồ ăn, dọn ra ăn, rồi xong quay qua quay lại thấy bả đâu mất tiêu. Không quay qua thấy lấy cái cục đồ ăn đem ra ăn chó nhà hàng xóm ăn. Trong khi đó em ăn, để cái này bả ngon để dành cho bả đi, bả không ăn lát mình ăn. Quay qua quay lại gấp để riêng, hỏi chị đem cho chó ăn. Không lẽ em nói giờ không lẽ em dành ăn với chó. Mà chó nhà hàng xóm nữa. Em thích lắm, em thích chó mèo lắm. Dễ lắm, mai em mua cho con đi. Anh không cho, anh không cho em nuôi thú cưng. Em thích chó em mèo cũng ghê thích, lắm. Mà nó dơ. Sợ hốt đúng không? Em suốt ngày em phải đi nựng chó hàng xóm. Cũng vậy nè. Dơ thì giờ em sẽ tự làm. Tại giờ chưa có con mà đúng không? Dạ chưa. Ngủ đi. Bây giờ chị nói nghe hai đứa, tụi em còn quá son luôn á. Thực sự cái cuộc sống hôn nhân của tụi em nó còn quá mới mẻ luôn. Thì chị nói trước nè, trong một cái năm đầu tiên á, là cái năm sóng gió của hai vợ chồng. Sóng gió đây không phải là cái gì mà là tụi em bắt đầu phải tề cái tôi của mình lại để mà tụi em khớp vô nhau. Chứ còn nếu không á, là sẽ gây lộn liên tục. Lúc này bắt đầu tìm hiểu nhau đi, tìm hiểu nhau giống như hồi mình mới yêu nhau vậy đó. Đó nha. Đó thì để mà mình dung hòa với nhau cho cái gia đình mình hạnh phúc. Dạ. Thôi, okay, mong là các em sẽ hiểu nhau nhiều hơn và phải tận hưởng cái năm đầu tiên của hai vợ chồng. Đúng rồi. Dạ. Nghe. Có đi du lịch đi chơi rồi đi. Dạ. Ok nghe. Dạ. Rồi bây giờ mình bốc thăm chúng thưởng đi. Cảm ơn anh chị. Mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi, mệt quá rồi. Ngủ luôn. Mà ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng vậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về, em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng như thế, sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng tới luôn. Sáng. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Ừ.
Trời ơi, hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn. Dạ. Nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà rồi. Ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua em nói, ủa sao biết em ế? Ông nói, thôi vô đi, đứt này trai đẹp nhiều lắm. Ôi, cái máu ghe, cái máu mà nổi mê trai á, mê trai á nghe là rần rần, em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin, hồi cái ông này nè, từ đâu ông chui vô, ông thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người đã thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á, là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật. Hay là em có bản đồ không, là anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị. Em một phát, một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai. Chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa. Tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái á, là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi. Đẹp mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi cái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không, thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vậy em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được cái gì đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga, nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cũng tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là
thì lỡ vô nằm giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn, mình ngủ luôn, ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về, em mới tức, em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ. À, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng luôn. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt, nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi. Ổng sao quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc, thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Kéo dài thời gian quá dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách bạn, cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công người nữa. Dạ. Em không công dạ, công đúng nữa. Đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi sao tao nhìn mày giống bê đê quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ. Xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hơn. Dạ. Ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân và bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn. Dạ tới bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Dạ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ đúng rồi, vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc nè. Bắt đầu em bị tuột cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái cha của vợ em đích thân ra đó. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển á. Lên trên biển rồi. Lúc cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ. Nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phát á,
thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè, mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che, dạ, phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được hai năm. Hai năm có đó. Em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% nữa? Có nghĩa là gì nè? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đang bị lật mặt đó. Sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa, mà vợ em thì hay bừa bộn á, em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ cũng mà chút đi, để chút đi, từ từ đó. Mà từ từ là không có làm, mà khi mà em làm thì em mới càm ràm. Có gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Có giảm tương tác á. Hình em đăng thì dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đâu. Dạ dạ, cũng tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy, ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi, to con vậy nè, ổng đòi hẹn, mày ra đây đi, tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy ra đấm một phát, một nằm sách, xả lai luôn. Là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ. Kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á, vịnh cái tay vô tường khúng cho nữa. Sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, xin tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm, lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra ông được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Ủa tính. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái liếc qua ông bên rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi, mộng ghen. Cái này ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ mới bệnh. Chừng nào mơ mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Dạ. Nhưng mà dạ, ông ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có không có ngủ nằm kế em mà kêu này mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngờ vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt anh lảm nhảm giùm em đi, tại vì á có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì?
À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cũng tiệm không. Ủa con hay mấy tháng? Quải quá dạ, phải không? Dạ 13 tháng nó chạy nhảy đúng dữ rồi. Lắm. Đâm ra cái đó là... mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm với người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo. Bị lật ngược thế cờ dạ, đúng dạ. Không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe. Rồi bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy đó. Sẽ sắn tay vào bếp là nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Xin rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn tụi em nhiều.